Các bạn thân mến, hôm nay thì sức khỏe của các bạn như thế nào? Mến chúc bạn một ngày thật an lành. Bạn chỉ cần cho thêm chanh và gừng, bạn sẽ có được một ly nước rất tuyệt vời giúp loại bỏ những chất béo dư thừa, cholesterol và thanh lọc cơ thể. Tết đến là thời gian mà bạn ăn không còn đúng giờ, nạp quá nhiều năng lượng khiến cho cơ thể mệt mỏi. Hãy thử làm ly nước này nhé. Bạn sẽ thấy sự khác biệt ngay sau khi sử dụng 30 phút. Hãy theo dõi video này từ đầu đến cuối và như mọi khi có rất nhiều lời khuyên hữu ích về sức khỏe dành cho bạn. Video ngày hôm nay có 2 công thức mà bạn có thể tham khảo. Hãy sử dụng công thức nào mà bạn cảm thấy phù hợp nhất nhé. Công thức đầu tiên đó chính là trà gừng tam xả. Trước tiên mời bạn xem qua những nguyên liệu cần chuẩn bị. Nguyên liệu đầu tiên cho công thức ngày hôm nay đó chính là gừng. Bạn sẽ cần một mẩu gừng nhỏ 5g như thế này. Bạn nên lựa chọn những củ gừng già, vỏ màu vàng óng và gừng sẽ có độ cay, ấm và rất thơm. Các bạn sẽ gọt sạch phần vỏ của gừng như thế này nhé. Gừng là một loại thảo dược giúp cho bạn có thời gian được nghỉ ngơi, thư giãn và loại bỏ những căng thẳng, lo âu. Không những vậy, gừng còn là một loại thảo dược được khuyên dùng khi bạn mắc các chứng bệnh như viêm tụy, sỏi mật, mệt mỏi tuyến thượng thận, đại tràng, co thắt, mất ngủ, cảm cúm, cảm lạnh. Sau khi các bạn đã gọt xong phần gừng như thế này rồi, các bạn hãy sử dụng một cái bào và bào nhỏ phần gừng này nhé. Gừng khi được bào nhỏ sẽ giúp phóng thích được các chất dinh dưỡng thực vật có trong nó một cách hiệu quả hơn. Gừng với hơn 60 khoáng chất và hơn 30 axit amin, nó có đặc tính chống co thắt, giảm sưng, giảm đau và giảm viêm rất hiệu quả. Và đây là toàn bộ phần gừng mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Tiếp theo các bạn sẽ cần sử dụng một quả cam cho công thức này. Bạn sẽ cắt cam ra làm đôi và cắt lấy một vài miếng để trang trí cho thức uống này nhé. Cam là một loại quả rất giàu vitamin C, nó giúp bạn tăng sức đề kháng và duy trì sức khỏe, tiêu hóa, ngăn ngừa tiểu đường. Loại quả này được các bác sĩ khuyên dùng khi bạn đang mắc các chứng bệnh như cảm cúm, cảm lạnh, viêm lợi, sỏi thận, viêm họng, sỏi mật, loãng xương hay là hạ đường huyết. Bạn sẽ sử dụng dụng cụ vắt nước cam để vắt lấy phần nước cốt. Trong cam còn có một lượng kali rất dồi dào, nó giúp cho bạn điều chỉnh huyết áp, ngăn ngừa mất xương, bảo vệ chống lại bệnh tim mạch và đột quỵ. Và đây là toàn bộ phần nước cam mình có, mình sẽ để sang một bên. Phần vỏ này các bạn hãy lưu nó lại để lát nữa mình sẽ chia sẻ với các bạn một công thức rất hay giúp cho bạn trị ho và cảm cúm, cảm lạnh rất hiệu quả. Tiếp theo các bạn sẽ cần sử dụng một củ sả cho công thức này. Các bạn sẽ thái sả thành những miếng nhỏ như thế này nhé. Sả là một loại cây giúp bạn tăng cường và cải thiện chức năng của hệ thần kinh, giúp cho cơ thể của bạn được thư giãn, giảm căng thẳng. Sả còn giúp cho cơ thể của bạn loại bỏ được axit uric và những chất độc hại ra khỏi cơ thể, đặc biệt là giúp giải độc gan, hệ tiêu hóa, tuyến tụy, thận và bàng quang. Và đây là toàn bộ phần sả mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Bây giờ các bạn sẽ cho toàn bộ phần gừng và sả vào nồi và thêm vào đó là nước, sau đó các bạn đun. Sau đó các bạn sẽ đặt lên bếp và đun sôi. Đầu tiên các bạn hãy để lửa lớn để nước được mau sôi hơn. Và khi nước bắt đầu sôi như thế này thì các bạn sẽ giảm lửa nhỏ xuống và đun liu riu trong khoảng thời gian là 10 phút. Thức uống này giúp cho bạn đốt cháy lượng mỡ dư thừa, cholesterol xấu LDL, chất béo trung tính ở trong máu cao rất hiệu quả.
Và sau khi các bạn đã đun được 10 phút như thế này rồi thì các bạn sẽ tắt bếp, sau đó các bạn sẽ để cho nó nguội bớt một chút nhé. Sau khi thức uống này nguội, các bạn hãy cho vào một cái ly nhé. Thức uống này giúp cải thiện tiêu hóa và kích thích nhu động ruột, giảm chứng đầy hơi, tích tụ khí và cồn cào trong dạ dày. Mặt khác, nó mang lại cho bạn cảm giác no lâu và giảm cảm giác thèm ăn. Bây giờ các bạn sẽ cho toàn bộ phần nước cam vào và thưởng thức. Tất cả các nguyên liệu như thế này kết hợp cùng với nhau góp phần hỗ trợ giảm cân nhanh và dễ dàng hơn. Mỗi ngày các bạn sẽ sử dụng 300ml nước trái cây và uống trước khi ăn sáng. Bạn có thể trang trí thêm một vài lát cam như thế này. Thức uống này có hương vị rất dễ chịu, loại bỏ lượng mỡ dư thừa mà không cần phải kiêng khem quá hạn chế. Bên cạnh đó, nó là một thức uống rất tốt để làm sạch gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, ổn định huyết áp và giúp cho tim mạch của bạn được khỏe mạnh, phòng chống đột quỵ. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ tới các bạn công thức thứ hai. Các bạn hãy tận dụng phần vỏ cam mà các bạn đã vắt ở công thức trên nhé. Chúng ta sẽ có được một ly trà giúp trị ho và tăng đề kháng rất hiệu quả. Bạn sẽ sử dụng thìa để cạo sạch phần xơ phía trong của vỏ cam như thế này. Trong vỏ cam có chứa rất nhiều tinh dầu. Phần tinh dầu này hoạt động như một chất chống viêm, sát trùng, giãn co, thắt cơ. Và vỏ cam có tác dụng trừ ho, đặc biệt là ho do dị ứng, do viêm nhiễm đường hô hấp. Bạn sẽ thái phần vỏ cam này thành những miếng nhỏ nhé. Trong vỏ cam được sử dụng rất nhiều trong những bài thuốc trị ho, cảm cúm từ xưa tới nay. Và những tinh dầu trong vỏ cam còn giúp cho bạn thở được dễ dàng hơn. Mùi thơm rất dễ chịu giúp cho bạn thư giãn được đầu óc. Bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị một cái tô và cho toàn bộ phần vỏ cam vào. Sau đó thêm vào một thìa baking soda và ngâm trong nước này 10 phút nhé. Để có thể loại bỏ được bụi bẩn và dư lượng của thuốc bảo vệ thực vật. Sau khi các bạn đã ngâm được 10 phút như thế này rồi thì các bạn sẽ vớt ra và để ráo nước, sau đó thấm khô phần vỏ cam. Các bạn cũng có thể phơi khô hoặc sấy khô để dùng dần. Và đây là toàn bộ phần vỏ cam mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Tiếp nữa các bạn sẽ cần chuẩn bị thêm từ 3 đến 5 gram gừng tươi cho công thức này, gọt sạch vỏ. Gừng có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin C, phosphor, folate, niacin, vitamin B3, vitamin B6, kali, magie đều rất cần thiết cho cơ thể. Bạn sẽ thái gừng thành những miếng nhỏ như thế này. Gừng có đặc tính cay, nóng, giúp giữ ấm cơ thể, tăng cường sức đề kháng và là một trong những loại thảo dược được sử dụng để trị ho, ho do viêm phổi, viêm phế quản gây ra. Và đây là toàn bộ phần gừng mình có, mình sẽ để sang một bên. Tiếp nữa các bạn sẽ cần chuẩn bị thêm đinh hương. Cây đinh hương có tác dụng giảm ho, đặc tính của nó là kháng khuẩn rất mạnh. Do đó nó sẽ giúp tiêu đờm và loại trừ vi khuẩn trong cổ họng. Giúp bạn thư giãn đầu óc và tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa. Bạn sẽ cần sử dụng từ 7 đến 8 nụ đinh hương như thế này. Bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị một cái hũ thủy tinh, sau đó cho phần vỏ cam, gừng và đinh hương vào nhé. Sau đó là thêm vào là nước đun sôi, đậy nắp lại và chờ trong khoảng thời gian 10 phút là có thể sử dụng được. Loại trà này là một thức uống rất nổi tiếng với tác dụng trị ho, giúp thư giãn đầu óc. Không những vậy, nó còn giúp bạn tăng sức đề kháng, giảm đau và viêm, tăng cường sức khỏe xương khớp và trị bệnh tiểu đường. Sau khi các bạn đã ngâm được 10 phút như thế này rồi thì các bạn hãy thêm vào đó là một chút mật ong hoặc là đường phèn để tạo độ ngọt cho thức uống này nhé. Với công thức này mình sẽ sử dụng thêm mật ong. Trong mật ong có chứa một hoạt chất diphenhydramine, nó giúp ức chế hiệu quả cơn ho và giúp cho bạn thư giãn và ngủ ngon hơn. Trên đây là hai công thức giúp cho cơ thể của bạn được khỏe mạnh hơn mỗi ngày và hãy cùng với mình xây dựng một sức khỏe thật lành mạnh. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Nếu bạn thích video này, các bạn đừng quên bấm vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.